Dạ, còn ở bên trong này thì người ta vẫn đang xây dựng thêm của mình nhé. À, nhiều công trình người ta xây dựng thêm. Đây là một cảnh đôi lúc của Thái Lan. Tôi đang ngồi trên xe điện để... Dạ, đang này thì nó có đến khoảng 200 loại vào cây cảnh đôi lúc này của mình nhé. Dạ, những loại cây cảnh. Đây toàn là nhân dạng do con người tạo nên, phong cảnh rất đẹp. Người Thái Lan đã tạo dựng lên rất là đẹp, những con đồng án được những nghệ nhân tạo dựng lên rất là giống y như thật, đẹp quá. Ôi giời, dê kìa. Bên phải chúng ta là những khu đền thờ Phật mọi người nhé. Bên kia, ôi đẹp quá. Đây là có điện pin, có đức tin vào Phật. Ở đâu thì các bạn cũng xây dựng đền thờ, quá đẹp luôn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đi tham quan vào những cái vườn. Bây giờ chúng ta đến với vườn cây cảnh của Lô Lúc Thái Lan. Vườn cây hoa lan rất là đẹp, đủ các loại. Những người dân Việt Nam có thể không đến Thái Lan được thì chúng ta có thể xem qua video của Quảng Lợn A Di Đà Phật. Vườn xương rồng của Thái Lan, rất nhiều xương rồng và người dân Thái Lan đã tạo ghép ra rất là đẹp, đủ các loại xương rồng đấy. Ui giời ơi, đấy xương rồng mẹ rồng con rất là đẹp, đủ các loại luôn. Máy đá và trồng những cây cảnh của công viên Lô Lúc Thái Lan. Khủng long đây, cái cụ khủng long đang chơi ở vườn Lô Lúc Thái Lan. Nó còn không biết cái con gì rồi đấy, cái nào cũng đẹp, cái nào cũng xinh. Tôi lại lạc vào vườn khủng long đây, toàn khủng long cũ của Long Chúa đây đấy. Đấy, đủ các loại trên đời, chắc là không ở đâu trên thế giới để có những vườn đẹp như thế này. Em ơi,